Hôm nay thì chúng ta sẽ học đó là chúng ta sẽ quan sát đo lường các dạng tín hiệu thông qua oscillo và dao động ký. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về lý thuyết. Oscillo là một cái loại máy đo dùng để xem và ghi lại những cái hình ảnh tín hiệu điện. Thì ứng dụng đầu tiên là cái phần ứng dụng của oscillo. Ứng dụng của nó là nó đo các giá trị điện áp và thời gian. Nó đo lường biên độ, tần số dao động, độ di pha, góc lệch pha của tín hiệu, dạng sóng tại mỗi một điểm khác nhau. Đấy. Điện áp và các thành phần tín hiệu một chiều cũng như là xoay chiều. Đấy. Về các đặc tính của dao động ký thì nó gồm là trở kháng vào lớn, độ nhạy cao, quán tính ít, chỉ thị bằng ống tia điện tử. Ưu điểm là nó cho phép định lượng, phép đo tương ứng nhanh chóng và cụ thể các loại tín hiệu, và chúng ta có thể thông qua mắt, thông qua thị giác thì chúng ta có thể xem được các đầy đủ những cái thông số mà được oscillo hiển thị. Đây là cái loại máy rất là phổ biến và thông dụng. Một cái banner dao động ký thông thường bao gồm là phần nguồn, phần hiển thị sóng, phần điều chỉnh sáng nét, phần kênh H1 và kênh CH2, phần điều chỉnh đồng bộ, phần điều chỉnh tần số, phần đồng bộ và biên độ của màn hình, phần kết nối với đầu đo. Đấy. Phân loại thì nó gồm có hai loại, đó là loại dao động ký tương tự và loại dao động ký số. Loại dao động ký tương tự thì nó chuyển trực tiếp tín hiệu cần đo, sau đó nó chuyển lên đến dòng electron rồi đến hiển thị màn hình. Còn đối với dao động ký số thì nó sẽ lấy mẫu dạng sóng và đưa ra hiển thị ra tín hiệu dạng số. Sau đó các tín hiệu dạng số nó sẽ đưa ra màn hình. Đấy. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là tín hiệu tương tự này thì nó sẽ tín hiệu cần đo. Nó sẽ qua dòng electron. Rồi đến màn hình. Còn đối với dạng số thì nó sẽ tín hiệu dạng số luôn. Sau đó nó sẽ đưa ra màn hình. Cấu tạo của một cái dao động ký oscillo nó bao gồm là súng điện tử là một. Súng điện tử thì nó bao gồm là sợi đốt ép. Đấy, rồi cathode, anode. Đấy, hệ thống cặp phiến này nó làm lệch tia điện tử. Mục đích của nó là làm lệch đi cái tia điện tử, và phần cuối cùng đó chính là cái phần màn hình quang. Khi mà chúng ta tăng H2 này, khi mà chúng ta tăng cái kênh CH2 thì độ sáng sẽ tăng và cái độ nhạy nó sẽ giảm. Đấy. Cho nên A3 nó được tạo thêm phía sau các cặp phiến làm lệch, là mục đích là để làm như thế. Và cái bộ tạo điện áp quét thì bộ tạo điện áp quét bằng răng cưa thì nó có cái chu kỳ đó là tô trên cho t. Đây là cái bộ tạo tạo điện áp quét.
Đây là bộ tạo điện áp bộ nó quét thì nó có chu kỳ là bằng hệ số là bằng tô trên cho t. Đấy. Mạch tạo điện áp quét thì nó làm việc ở cái độ lợi. Đây là một cái sơ đồ cấu tạo của oscillo. Thì đầu tiên là mạch vào nó sẽ qua cái bộ ADC rồi qua bộ nhớ và DAC. Cuối cùng là nó ra cái khuếch đại. Riêng cái bộ điều khiển này nó sẽ trao đổi thông qua bộ nhớ và nó sẽ nhận dữ liệu và nó sẽ gửi dữ liệu. Đấy. Ở đây khi mà cái chuyển mạch này, cái bộ chuyển mạch thì khi mà chuyển mạch tại vị trí này ta đặt tên là S đi. Chuyển mạch S từ vị trí 1. Thì oscillo sẽ làm việc giống như một cái oscillo đa năng chuyên dụng. Còn nếu mà nó chuyển sang vị trí số 2 thì oscillo nó làm việc là có nhớ số và điện áp tín hiệu cần được quan sát sẽ đưa vào cái đầu vào y tới bộ biến đổi tương tự ADC. Đấy. Thì khi nó ở vị trí số 2 ấy, thì lúc đó bộ nhớ điều khiển bởi cái tín hiệu được điều khiển bởi cái tín hiệu điều khiển đầu vào của bộ ADC và nó sẽ khởi động quá trình biến đổi cũng như quá trình kết thúc. Nhắc lại đó là cái bộ điều khiển này nó sẽ nhận và truyền tín hiệu qua lại cái bộ nhớ và nó sẽ điều khiển cái ADC này. Đấy. Còn cái DAC này, còn cái ADC này nó sẽ gửi tín hiệu vào cái bộ điều khiển và bộ điều khiển nó sẽ điều khiển cái DAC. Đấy. Và khi nó ở vị trí số 1, cái mạch cái chỗ S này ở vị trí số 1 khi mà nó chuyển sang vị trí số 1. Có thấy cái mũi tên không? Đấy. Thì mũi tên này nó chuyển sang vị trí số 1 thì oscillo sẽ làm việc như một cái oscillo chuyên dụng. Đấy. Còn nếu mà nó chuyển sang vị trí số 2, đây, có nghĩa là nó kết nối với bộ điều khiển, thì nó sẽ làm việc do có nhớ số và điện áp tín hiệu cần được quan sát sẽ được đưa vào đầu vào y tới bộ biến đổi ADC và DAC. Đấy. Cái bộ điều khiển này, bộ nhớ này, nó làm nhiệm vụ là sắp xếp lại các mã nhị phân, đấy, theo thứ tự và nó đưa đến DAC. Cái bộ DAC này sẽ làm nhiệm vụ là biến đổi các mã nhị phân thành các điện áp và điện áp này sẽ được đưa đến cái bộ khuếch đại y của cái cặp phiến. Bộ khuếch đại y này nó nằm ở cái cặp phiến được cả phía làm lệch và y sau đó sẽ xuất ra các tín hiệu và đưa tới màn hình và việc này được làm liên tục và nó hiện lên dưới dạng sóng biểu diễn mà chúng ta cần xem. Sau đây chúng ta sẽ điểm qua một vài cách đo về độ di pha. Thì giả sử chúng ta xét một cái điện áp U1 bằng U1 nhân sin phi t, U2 bằng cộng phi, thì lúc đó chúng ta sẽ đo được cái độ di pha của nó là đây, gamma sẽ bằng a cos u u tổng trên cho 2u. Đấy. Với cái u tổng này sẽ bằng u1 bình cộng u2 bình cộng 2 U1 U2 nhân cos phi. Đấy. Đó là chúng ta tính cái độ di pha của nó. Chúng ta nhớ cái công thức này. Bằng A cos Q
của u tổng trên cho 2u. Cái u này là u thành phần. Vậy thì chúng ta tính cái kết quả đo như thế nào? Thì chúng ta trải qua 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta tính trị số trung bình cộng. Trị số trung bình cộng là bằng tổng của các giá trị đo. Ví dụ như là đo được A1 cộng A2 cộng chấm 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 cộng AN. Chúng ta chia cho số lần đo. Số lần đo là N đây. Đấy. Bước thứ hai là tính các sai số dư. Sai số dư sẽ bằng, ví dụ là epsilon của y sẽ bằng ai trừ a trung bình, có nghĩa là cái ví dụ lần một thì sẽ bằng trị số của lần một trừ cho a trừ cho cái giá trị trung bình ở phía trên tính được. Và chúng ta sẽ tính cái sai số trung bình. Sai số trung bình của nó là bằng sigma của chạy từ 1 cho đến n ai trừ cho A trung bình trên cho căn của N nhân cho N trừ cho 1. Đấy. Như vậy thì chúng ta vừa học xong cái bài học tính về oscillo, nguyên lý của oscillo, cấu tạo oscillo và cách tính các giá trị đáng chú ý trong dao động ký. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học cũng như cái buổi chia sẻ tiếp theo.